Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Bản tin hôm nay thứ tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 16 tháng 10 năm Nhâm Dần sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bà Rịa Vũng Tàu, phiên trụ bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Hà Nội trang nghiêm lễ Bồ Tát tụng giới định kỳ tại Học viện Phật giáo Việt Nam. Long An lễ công bố điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Tuệ, xã Mỹ Hạnh Nam. Thành phố Hồ Chí Minh lễ dân y Katrina tại chùa Long Hoa Thiên Bảo, khu du lịch Suối Tiên. Lễ hội Ốc Âm Bốc tại chùa Ân, tỉnh Trà Vinh và chùa Chantaransay, thành phố Hồ Chí Minh. Hội từ thiện chùa Tường Nguyên khởi công xây dựng phòng học và 15 căn nhà tình thương tại các tỉnh miền Tây. Sau đây kính mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, chiều nay ngày 9 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 16 tháng 10 năm Nhâm Dần, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh số 147, đường 27 tháng 4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã trọng thể diễn ra phiên trụ bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Quang Lâm chứng minh phiên trụ bị có Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương do Hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương do Hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Giác Tùng, chứng minh Ban Trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chủ tọa đoàn có Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2 Trung ương do Hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương do Hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương do Hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương do Hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Ban Trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng Thích Như Thị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Thượng tọa Giác Trí, Thượng tọa Quách Thành Sa La, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Thượng tọa Thích Nguyên Thái, đồng phó ban Ban Trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng Chư Tôn Đức Ban Trị sự tỉnh, tăng ni tự viện trong tỉnh, hơn 500 đại biểu đồng tham dự. Thượng tọa Thích Thiện Thuận trình bày danh sách dự kiến cung thỉnh ban chứng minh, chủ tọa đoàn, ban kiểm soát và thư ký đoàn tại phiên chính thức đại hội. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Quảng Hiển phát biểu, để chuẩn bị tốt cho đại hội chính thức sẽ diễn ra vào ngày mai, chiều hôm nay, kính mong Chư Tôn Đức Quan Hỷ xử lý những vấn đề còn tồn động, những khúc mắc chưa được giải quyết. Tính Bà Rịa Vũng Tàu tới rồi gần 5.000 tăng ni, số lượng tăng ni rất đông, mà nhiều hội phái, Nam Tông, rồi Khắc Sĩ, rồi Bát Tông, ba cái hội phái chính đó, cho nên là cái người mà điều khiển đầu sào cho nên nó rất là phải có khó khăn, là phải có cho người lớn tuổi. Vừa rồi tôi có làm cái văn bản yêu cầu Trung ương cử Hòa Thượng nào đó vừa đây để mà lãnh đảm nhận cái chức trưởng ban trị sự để tổ chức cái đại hội Phật giáo tỉnh, để đi hoạch công việc Phật sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hòa hợp đoàn kết nghiệp nhàn được phát triển. Chúng tôi cũng mong muốn toàn ban trị sự với những các thành viên tuổi trẻ đầy đủ cái nhiệt huyết để mà đóng góp tỉnh nhà, Phật giáo tỉnh nhà trên cái con đường phát triển song song với xã hội để đưa cái Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình một ngày một cái đi lên, nhất là với cái tinh thần hòa hợp để mà chúng ta cộng tác cái xây dựng có đoàn kết, có hòa hợp thì mọi cái công tác Phật sự nó được cái thành công. Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa trình bày dự thảo báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng tập thể ban trị sự đã cố gắng hoàn thành tốt các phương hướng nghị quyết do Thường trực Hội đồng Trị sự đề ra.
từ tăng sự, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử đến các công tác từ thiện xã hội, vân vân. Thượng tọa Thích Thiện Thống trình bày dự kiến phương hướng Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Toàn thể đại hội thống nhất với bản dự thảo báo cáo và phương hướng Phật sự nhiệm kỳ mới. Thượng tọa Thích Phước Nguyên thông qua nghị quyết tặng bằng tuyên dương công đức của Hội đồng trị sự cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Ban trị sự tỉnh cũng trao 32 bằng tuyên dương công đức cho tập thể và 42 cá nhân. Đại hội đã được nghe nhiều bài tham luận của chư tôn đức với các chủ đề như tham luận những thành tựu nổi bật của Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu do Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa trình bày, tham luận giáo dục Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ truyền thống đến hiện đại do Thượng tọa Thích Nguyên Thái trình bày, tham luận hoằng pháp với thanh thiếu niên thời hiện đại do Thượng tọa Thích Trí Hiền, Phó trưởng ban thường trực ban hoằng pháp tỉnh trình bày và tham luận sinh hoạt của ni giới Bà Rịa Vũng Tàu từ khi phân ban ni giới ra đời do ni trưởng Thích Nữ Hạnh Nhân trình bày. Các ban trị sự các quận huyện thành phố cũng như lãnh đạo của ban trị sự giáo tỉnh nghiệp nhàn được phát triển, công tác Phật sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hành chánh có một cái trường Phật học đặt nặng về vấn đề giáo dục, tổ chức cho tăng ni sinh có lớp cao đẳng và trung cấp. Cao đẳng lớp đã tốt nghiệp năm 2021, còn trung cấp thì cuối năm 2022 này thì tốt nghiệp. Riêng về cái sinh hoạt và văn hóa và các cái ngành từ thiện xã hội, ngành văn hóa thì cũng tiếp tục là tăng ni vận động các cái chùa chiền chỉnh đốn, sửa sang cho nó trang nghiêm, tổ chức các cái đạo tràng niệm Phật trong mỗi nửa tháng. Riêng về từ thiện xã hội thì năm rồi, năm 2021 với giữa năm 2022 thì dịch bệnh, cho nên tăng ni cũng cố gắng vận động rất nhiều để mà yểm trợ cho đồng bào khó khăn. Và những cái chỉ thị của nhà nước đưa ra thì tăng ni cũng sẵn sàng, cũng hưởng ứng rất đồng nhiệt để mà đóng góp trong cái cuộc chống dịch vừa rồi. Tăng ni tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất là xuất sắc, cũng được nhiều cái bằng khen của chính quyền địa phương. Đó là những cái nổi bật nhiệm kỳ 2017-2022. Năm qua thì Bộ phận Văn phòng làm việc rất là tích cực trong công tác điều hành bộ máy của Bộ phận Văn phòng để làm cho tăng ni của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất là hài lòng, bởi vì chúng tôi có hồ sơ là chúng tôi giải quyết trong một tuần là giải quyết ngay, có thể là thậm chí trong một ngày chúng tôi cũng giải quyết cho tất cả những tăng ni để mà ký giấy tờ, ví dụ như là đi học hoặc là đi thọ giới, thiên chỉ hoạt động tôn giáo, đăng ký hoạt động tôn giáo, vân vân, thành lập cơ sở cũng như là xây dựng cơ sở. Năm qua thì ban sự phụng giáo tỉnh đã làm rất là tích cực trong cái công tác điều hành, vận hành cái bộ máy của bộ phận văn phòng cũng như là cái công tác tổ chức của ban sự Phật giáo tỉnh. Đây là cái trong những nhiệm kỳ sắp tới, tôi mong rằng cái bộ phận văn phòng của sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm kỳ sau, tốt hơn nhiệm kỳ trước. Hòa thượng Thích Huệ Thông, trưởng tiểu ban nhân sự trình bày danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa thượng Thích Thiện Thống lấy ý kiến với danh sách nhân sự dự kiến. Toàn thể đại hội nhất trí 100% với danh sách nhân sự dự kiến nêu trên. Phiên trụ bị diễn ra trên tinh thần đoàn kết hòa hợp nhằm rà soát lại văn kiện đại hội, kiểm tra chương trình, các khâu công tác tổ chức, phân bổ nhân sự đảm nhiệm các vị trí, bám sát chương trình khai mạc đại hội. Thượng tọa Thích Thiện Thuận đại diện ban tổ chức gửi lời tri ân đến chư tôn đức thường trực hội đồng trị sự, chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã quang lâm về đây để chứng minh và đúc kết ý kiến để phiên trụ bị đại hội được diễn ra tốt đẹp. Chiều cùng ngày 9 tháng 11 năm 2022, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân dịp đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027.
Tại lễ viếng, các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa, thắp hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất của đất nước, cầu nguyện cho đại hội đại biểu diễn ra thành công viên mãn. Kính thưa quý vị, để chuẩn bị tốt cho Đại hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp, vào hôm qua ngày 8 tháng 11 năm 2022 nhằm ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Dần, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh số 147 đường 27 tháng 4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi diễn ra đại hội, ban tổ chức đã kiểm duyệt chu đáo các khâu để sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự. Mời quý chư tôn đức và quý vị cùng đón theo dõi. Theo sự chỉ đạo sát sao của Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã gấp rút hoàn thành các khâu chuẩn bị như trang trí hội trường, triển lãm tranh ảnh, cờ hoa, biểu ngữ, màn hình LED trình chiếu, nơi cùng đón lưu trú cho các đoàn đại biểu, ban hậu cần, ban cung nghinh khánh tiết và các tiểu ban khác phục vụ cho đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh thành công tốt đẹp. Riêng về công tác trang trí hội trường, ban tổ chức đã bố trí tượng Phật, tượng Bác Hồ và nội dung theo chỉ đạo công văn số 060 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về chủ đề kỷ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển và phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, dự kiến khoảng 750 đại biểu chính thức tham dự. Được biết, ban tổ chức đại hội đã cung thỉnh Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban chứng minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức tăng ni các huyện thị thành phố và các cấp chính quyền của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027 lần này sẽ được truyền hình trực tiếp trên website, Facebook, YouTube của kênh thông tin truyền thông tổng hợp Phật sự Online. Kính mời quý vị đón theo dõi. Căn cứ Tỳ Ni Tạng giới luật Đức Phật chế định, sáng ngày 7 tháng 11 nhằm ngày 14 tháng 10 năm Nhâm Dần, chư tôn đức hội đồng điều hành, quý thầy cô văn phòng và gần 500 tăng ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã trang nghiêm làm lễ Bố Tát tụng giới tỳ khiêu ni theo thông lệ. Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện, Đại đức Thích Đạo Mẫn, Chánh văn phòng Học viện, văn phòng ban quản chúng cùng toàn thể tăng ni sinh tham dự đông đủ. Chư tăng tuần tự theo hạ lạp, trang nghiêm tự lập tại thiền đường tòa Viên Quang. Đại chúng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam Bảo và phát lồ sám hối. Chư tăng đã đồng thanh tụng lại các giới luật được Đức Phật chế định, tự thúc liễm thân tâm và trang nghiêm tăng đoàn. Bố Tát là ngày định kỳ thuyết giới, các chúng đệ tử của Đức Phật tụ hội về một cương giới, tác pháp Yết Ma, thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của người tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân tuệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Lễ Bố Tát tụng giới giúp cho mỗi tăng ni sinh nuôi lớn các thiện pháp, đoàn kết tăng đoàn, giữ gìn tinh thần lục hòa cộng trụ trong thời gian theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 11 năm 2022 nhằm ngày 13 tháng 10 năm Nhâm Dần, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An kết hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa long trọng tổ chức lễ công bố điểm nhóm tôn giáo tập trung Hương Tuệ, tọa lạc tại ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Quang Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Huệ, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Chư tôn đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, huyện Đức Hòa, chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện Đức Hòa cũng đồng về chứng minh và tham dự buổi lễ. Đại diện các cấp chính quyền tỉnh Long An, huyện Đức Hòa, xã Mỹ Hạnh Nam và ấp mới 1 sở tại.
Được sự cho phép của Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Đại Đức Thích Lệ Duyên, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa, thông qua giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Tuệ, theo quyết định số 359/GCN/UBND do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam ấn ký ngày 12 tháng 10 năm 2022. Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Tuệ thuộc tổ chức tôn giáo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An với người đại diện là sư cô Thích Nữ Huệ Như, thế danh Đặng Thị Cẩm Vân, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Số lượng đăng ký tham gia sinh hoạt là 87 người. Tại đây, Đại Đức Thích Thiện Danh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An thông qua nội dung chương trình sinh hoạt tại Đạo tràng Hương Tuệ. Theo đó, hoạt động thường xuyên là từ 18h30 đến 19h30 các ngày trong năm là tụng kinh Di Đà, Vu Lan, Pháp Hoa, Sám Hối. Hoạt động tiêu biểu là 15 âm lịch tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 cúng trầm, các ngày vía Phật, Bồ Tát, khóa tu Bát Quan Trai. Bà Trịnh Thị Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam đã thay mặt chính quyền các cấp có lời tán thán công đức, những đóng góp trong thời gian qua của sư cô Thích Nữ Huệ Như, với lòng mong muốn sư cô cùng quý vị trong đạo tràng Hương Tuệ sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp mà đạo Phật đã đem đến cho dân tộc, đất nước Việt Nam. Cuối lời, bà đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến buổi lễ. Đại Lao Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, Hòa Thượng Thích Minh Thiện có lời tri ân các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho việc thành lập điểm nhóm sinh hoạt tập trung xã Mỹ Hạnh Nam. Hòa Thượng đã ôn lại những thành tựu của Phật giáo tỉnh Long An trong những năm đầu thành lập, nhất là về mặt từ thiện xã hội, với mong muốn sư cô sẽ làm đúng với nhiệm vụ, tư cách của một người tu sĩ ở học vị của mình để hướng hóa mọi người. Bên cạnh đó, Hòa Thượng bày tỏ niềm hoan hỷ khi đạo tràng Hương Tuệ có nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến tu học. Hòa Thượng nhấn mạnh hãy giáo dục các thanh thiếu niên biết đến chữ hiếu, hiểu và thực hành lòng tri ân theo đúng tinh thần của Phật giáo. Cuối lời, Hòa Thượng nhắc nhở sư cô hãy làm sao cho đúng với hai chữ Hương Tuệ theo lời Phật dạy. Hương các loài hoa bay theo chiều gió, hương người đức hạnh ngược gió tỏa muôn phương. Buổi lễ còn nhận được nhiều khánh vàng, lãng hoa và phần quà cao quý từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Ban giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, các ban ngành tỉnh, huyện và lãnh đạo các cấp chính quyền. Thay mặt Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa, Đại Đức Thích Minh Trí, Chánh Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa có lời cảm tạ tại buổi lễ. Sau lễ hành chính, Chư Tôn Đức Chứng Minh quang lâm cổng Tam Quan thực hiện nghi thức thượng bản, sau đó là nghi thức an vị Phật và sái tịnh đạo tràng. Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Dần, tại chùa Long Hoa Thiên Bảo, khu du lịch Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức đại lễ dân y Katina theo nghi thức của Phật giáo Nam Tông. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Đại Đức Bante Shatvasiri, trụ trì chùa Oregon, Los Angeles, Đại Đức Bante Bunyasiri, trụ trì chùa Maitri, Los Angeles, Đại Đức Bante Gunananda, trụ trì chùa History Rock Sri Lanka, Đại Đức Bante Sudeva, trụ trì chùa Hanti Vihara, Los Angeles, Đại Đức Thích Phước Toàn, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Đại Đức Thích Pháp Hạnh, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, trụ trì chùa Thái Bình. Sư cô Thích Nữ Pháp Duyên, trụ trì chùa Long Hoa Thiên Bảo, trưởng ban tổ chức, cùng sự hiện diện của Chư Tôn Đức Phái đoàn Sri Lanka, Chư Tôn Đức Phật giáo Nam Tông, tu nữ, đại diện lãnh đạo nhân viên khu du lịch Suối Tiên và đông đảo Phật tử tham dự. Về phía gia đình chủ lễ có ông Đinh Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Phượng cùng toàn thể gia đình là thành viên trong hội đồng quản trị khu du lịch Suối Tiên. Trước khi bắt đầu buổi lễ, Chư Tôn Đức đã hướng dẫn Phật tử thực hiện nghi thức rước y, đội y, nhiễu vòng quanh khuôn viên chùa trong tiếng tụng niệm ngân vang. Tại buổi lễ, Đại Đức Bante Sudeva đã chia sẻ đến quý Phật tử về ý nghĩa ngày lễ dân y Katina. Đại Đức chia sẻ, lễ hội dân cúng y đến cho chư tỳ khưu đã hoàn mãn 3 tháng an cư mùa mưa có từ thời Đức Phật tại thế. Đối với tín đồ Phật giáo Nam truyền, đại lễ dân y Katina mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của người Phật tử trong việc hộ trì tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui và phước đức lớn cho người Phật tử tại gia. Yes,
It's wonderful for us to participate here the cutting the ceremony at this temple here. So I think it's the second most important ceremony in the Buddhist calendar. So of Bhikkhuni Yasodhara and the devotees of the temple, you organize this ceremony so beautifully. So we are very, very lucky and very happy to attend this ceremony. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ và vinh dự được tham gia đại lễ dân y Ca Thi Ná tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Có các chư tăng đến từ các nước Mỹ, Sri Lanka, Tích Lan, Campuchia và Việt Nam tham dự cùng các Phật tử các nơi từ mọi miền của Tổ quốc về tham dự. Đây là lễ hội truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy. Đại lễ dân y Ca Thi Ná tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên được tổ chức vào ngày 15 tháng 10 âm lịch hàng năm. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ và vinh dự. Dạ, thật là vinh hạnh và phước báo khi mà được tham gia một cái lễ Ca Thi Ná ý nghĩa và hoành tráng ở Suối Tiên. Cảm ơn vì đã tạo một cái điều kiện để cho chúng con được tham dự một cái lễ mà nó quá là ý nghĩa và phước báo. Theo đó, truyền thống dân y Ca Thi Ná trở thành một nét đẹp trong văn hóa của Phật giáo Nam truyền. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị truyền thống Phật giáo có từ thời Đức Phật và được giữ gìn, bảo tồn cho đến ngày nay. Theo luật Phật chế định, lịch dân y Ca Thi Ná bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10. Mỗi trú xứ cử hành dân y Ca Thi Ná một lần và vị tăng thọ y Ca Thi Ná một lần. Chiếc y Ca Thi Ná là công đức thù thắng tối thượng. Theo tạng luật, định nghĩa về Ca Thi Ná như sau. Ca Thi Ná nghĩa là vững chắc, bền chặt bởi vì có khả năng làm cho 5 quả báo được duy trì trong suốt khoảng thời gian 5 tháng. Từ đó, chúng ta hiểu rõ về câu nói sâu sắc, đừng đánh mất thân người trong chiếc áo cà sa, đừng đánh mất thân người khi là đệ tử Phật. Tiếp đến, chư Tôn Đức chứng minh tụng thời kinh cúng dường lên Đức Phật và chư Thiên. Đại diện gia đình tín chủ, bà Nguyễn Thị Kim Phượng tác bạch cúng dường pháp y lên chư Tôn Đức hiện tiền chứng minh, cầu nguyện hồi hướng công đức an lành đến ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc quá vãng cũng như hiện tiền. Thay mặt cho tăng đoàn, Đại Đức Pháp Dinh đã đại diện cho chư Tăng thọ nhận y áo từ Đại Đức Bante Gunananda và đắp y theo nghi thức Phật giáo Nam Tông. Cuối cùng, buổi lễ còn được diễn ra với nghi thức theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy như xin giới, cúng dường Đức Phật, nghi lễ tụng kinh chúc phúc, rót nước, hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ đã quá vãng và tất cả chư hương linh đã khuất. Thưa quý vị, tối ngày 8 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Dần, tại Chùa Ân, phường 8, thành phố Trà Vinh, đã trang nghiêm diễn ra đêm hội cúng trăng ốc âm bốc theo phong tục truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Buổi lễ dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thạch Sóc San, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh trụ trì Chùa Ân cùng chư Tăng Chùa Ân và đông đảo đồng bào Phật tử. Cùng với Chon Chanam Chamay, Sendonta, Ốc Âm Bốc là một trong ba lễ hội quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ trong năm. Lễ hội Ốc Âm Bốc còn có tên khác là lễ hội Cúng Trăng, được tiến hành vào ngày 14 và 15 tháng Kada theo Phật lịch, tức là 14 và rằm tháng 10 âm lịch. Theo quan niệm của người Khmer, mặt trăng là vị thần có quyền năng chi phối mùa màng trong canh tác nông nghiệp. Sau khi thu hoạch những sản phẩm đầu tiên của mùa vụ, người ta tiến hành nghi thức cúng tế để tạ ơn thần mặt trăng đã cho một mùa bội thu giúp phung sóc no đủ. Theo nghĩa đó, lễ hội Ốc Âm Bốc của người Khmer có sự tương đồng với lễ hội Thượng Điền của người Việt. Buổi lễ diễn ra với những nghi thức truyền thống của Phật giáo Nam Tông như chào cờ Phật giáo, chư tăng tụng thời kinh rước nước cầu an chúc phúc đến đại chúng, nghi thức dân vật phẩm cúng trăng nhằm tưởng nhớ Đức Phật và nhiễu hoa đăng, đồng thả hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Cũng trong tối qua, ngày 8 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Dần, tại chùa Chantaranchay, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ hội Ốc Âm Bốc, lễ hội cúng trăng, thả đèn hoa đăng, đốt cơm dẹp. Đây là một trong những lễ hội tiêu biểu của đồng bào dân tộc Khmer, thu hút đông đảo người dân về tham dự. Sau nghi thức lễ bái Tam Bảo, thỉnh chư thiên, thọ trì tam quy ngũ giới, hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candaranchi đã có thời thuyết pháp gửi đến tín đồ Phật tử về tham dự.
thông qua thời pháp, Hòa thượng đã giải thích về nguồn gốc và ý nghĩa của ốc Ambok. Theo truyền thuyết nhân gian và kinh Phật ghi lại, có một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca hiện thân là một con thỏ trắng, khởi đại nguyện bố thí ba la mật để mai này được chứng đạt giác ngộ vào ngày trăng tròn hạ nguyện, ngày 15 tháng 10 âm lịch. Vì vậy lễ cúng trăng là để tưởng nhớ đến tiền kiếp của Đức Phật. Lễ hội Om Bóc cúng trăng thì có cái từ cúng trăng. Ở đây là do truyền thuyết về tiền thân của Đức Phật. Khi Ngài còn là vị Bồ Tát, Ngài hóa thân thành con thỏ trắng và Ngài bố thí cả cái mạng sống của mình để cứu lấy ông cụ già. Thì chính vì lý do đó ông cụ già lấy cái thiên thạch để mà vẽ cái hình ảnh của Ngài trên mặt trăng. Đấy là một cái kỷ niệm. Một cái kỷ niệm đó là cái gì? Như quý vị đã biết, ở Phật giáo á, thì Đức Phật có cái ấn cái bàn chân và ở cái dòng sông Namatia, và cái Ngài có cái một cái răng nanh thả xuống ở dòng sông Namatia. Chính vì lý do đó tại sao lại là khi chúng ta tổ chức lễ hội Om Bóc cúng trăng, chúng ta lại có cái chương trình thả đèn văn đăng, là nhằm mục đích chúng ta tưởng nhớ đến cái sự kiện trọng đại đó. Người Khmer tiến hành tổ chức lễ ốc Om Bóc truyền thống sau mùa thu hoạch. Người dân được nghỉ ngơi sau một mùa vụ lao động vất vả. Họ sẽ dâng cúng những trái cây, củ quả, đặc biệt là cơm dẹp, dâng cúng đến thần mặt trăng, thể hiện sự thành kính tạ ơn đến thần đã mang lại một mùa màng thuận lợi ấm no cho người dân. Ở đây từ các thứ trái cây mà được bày lên trưng bày ở bàn thờ để mà cúng mặt trăng ở đây á, là nó còn có một cái ý nghĩa là thể hiện cái tinh thần hòa hợp, đoàn kết. Tức là các thứ trái cây nó thể hiện không có một cái sự phân biệt về giai tầng, về màu da sắc tộc. Là chính cái mục đích của cái lễ hội tổ chức làm để gì? Để là chúng ta cô kết lại cộng đồng, để chúng ta hòa hợp lại tất cả cộng đồng mà sinh sống ở trên một khu vực, trên một vùng, một miền nào đó, để chúng ta cùng nhau để mà chúng ta sống, chúng ta xây dựng cái cuộc sống của chúng ta càng ngày càng ấm no, càng hạnh phúc hơn. Đấy là một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có những cái tạ ơn, như tạ ơn trời đất, tạ ơn chư thiên mà đã ban cho họ cái cuộc sống được ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Sau thời chia sẻ pháp thoại, Hòa thượng trụ trì cùng chư tăng chùa Kandaranchi đã thực hiện nghi thức cầu an chúc lành đến Phật tử. Sau khi cùng nhau ngồi cầu nguyện tạ ơn dưới thần mặt trăng, Hòa thượng trụ trì đã thực hiện nghi thức đúc cốm dẹp cho người nhỏ tuổi theo truyền thống. Tiếp đến, chư tăng và Phật tử cùng nhau thắp hoa đăng đã được bố trí quanh sân chùa. Sau 2 năm dịch ấy, thì đợt này mình thấy là mọi người cũng đến đông hơn rất là nhiều, và mình cũng háo hức đợi chờ hơn rất là nhiều cái lễ hội đợt này. Và hầu như là mọi người đến một cách rất là thoải mái và tâm rất là an nhiên sau 2 năm đại dịch vừa rồi. Và điều đặc biệt là khi mình tới những cái đợt này ấy, thì mục đích của mình ấy, chỉ là muốn cầu cho gia đình của mình khỏe mạnh này. Đó, cầu cho công việc của mình thuận lợi và cầu cho mọi người xung quanh chúng ta càng ngày càng mạnh khỏe và để chống chọi qua những năm dịch vừa rồi. Ốc Om Bóc, lễ hội cúng thần trăng, là một trong những nét đặc sắc văn hóa trong cuộc sống của cộng đồng người Khmer, là nhân tố tạo nên sự đa dạng trong văn hóa các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Lễ hội là biểu tượng cho khát vọng, ước mong và tình yêu giữa con người với con người, giữa con người với các đấng bề trên. Thế là sau 2 năm bị đại dịch ảnh hưởng, năm nay bà con Phật tử người Khmer xa quê lại được đón một mùa hội Ốc Om Bóc được tổ chức vô cùng ấm áp và thiêng liêng tại chùa Kandaranchi, thành phố Hồ Chí Minh. Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Từ thiện Tường Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công xây dựng phòng học, xây cầu và 15 nhà tình thương tại các xã thuộc tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang và Trà Vinh. Tham dự lễ khánh thành có Đại đức Thích Minh Phú, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên; Đại đức Thích Tuệ Giải, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang; Chư Tôn Đức Tăng cùng đại diện chính quyền địa phương, nhà tài trợ, bà con nhân dân và các thành viên Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên. Tại đây, Đại đức Thích Minh Phú đã chia sẻ: "Hữu duyên khi biết đến thông tin tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng có một ngôi già lam Tăng Du đang có 300 đến 400 học sinh từ nhiều phường xã lân cận đang theo học tiếng Khmer.
và có dạy cả giáo lý chữ Pali cho hơn 30 đến 40 vị sư sãi tại trú xứ và các chùa lân cận. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của chùa Tăng Du tại xã Lạc Hòa chưa đáp ứng hết yêu cầu dạy chữ Khmer cho học sinh dịp hè và dạy giáo lý chữ Pali cho các vị sư sãi của chùa. Nhận thấy tầm quan trọng của việc đầu tư vào cơ sở vật chất tạo nên địa điểm học tập được đảm bảo, các vị sư sãi có điều kiện tu học tốt nhất, đồng thời là nơi sinh hoạt của bà con Phật tử, góp phần bảo tồn tiếng nói và chữ viết, bản sắc văn hóa dân tộc Khmer trên địa bàn thị xã. Hội từ thiện chùa Tường Nguyên cùng với các mạnh thường quân đã chung tay gieo duyên, giúp sức đồng lòng hỗ trợ với mức kinh phí trên 1 tỷ đồng để xây dựng trường học này. Tiếp đến, đoàn di chuyển đến các xã thuộc huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang khởi công xây dựng 15 căn nhà tình thương Tường Nguyên và nhà tình thương Sang Búp Xin Tặng Người số 204-220. Mỗi căn nhà được tài trợ 60 triệu đồng, kinh phí xây dựng 15 căn nhà là hơn 920 triệu đồng. Do Thượng tọa Thích Pháp Hòa, Tu viện Trúc Lâm Tây Thiên, Canada cùng Hội Từ Thiện Tường Nguyên vận động quý Phật tử trong và ngoài nước phát tâm tài trợ. Cũng trong chuyến thiện nguyện lần này, Hội đã tổ chức lễ khởi công hai cây cầu Tường Nguyên số 461-462 tại tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Cầu Tường Nguyên số 461-462 tại Sóc Trăng và Trà Vinh cũng có chiều dài 45m, ngang 3,3m. Kinh phí cho mỗi cây cầu là 2 tỷ đồng do gia đình bà Trần Thị Tư, pháp danh Thọ Ngọc, cùng gia đình Phật tử Lâm Văn Sử, pháp danh Tánh Đức Minh và đoàn y bác sĩ thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh cùng Hội Từ Thiện Chùa Tường Nguyên, bà con nhân dân địa phương đóng góp công sức. Được biết, tổng kinh phí các chương trình hoạt động từ thiện lần này là trên 7 tỷ đồng, do Phật tử Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước của Hội Từ Thiện Tường Nguyên đóng góp. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Cầu Ngang đối ứng xây dựng cầu là 250 triệu đồng. Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Dần, tại chùa Bảo Tạng, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Đại đức Thích Tuệ Nhật, trụ trì chùa Bảo Tạng cùng quý mạnh thường quân, chính quyền địa phương đã tổ chức trao tặng 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người khiếm thị tại địa phương. Tại buổi trao quà, Đại đức Thích Tuệ Nhật có đôi lời chúc sức khỏe đến bà con cùng những điều tốt lành, đồng thời cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để chùa Bảo Tạng trao những phần quà đến với bà con, giúp họ vơi bớt những phần nào khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt chính quyền, ông Hà Minh Hằng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cũng như Đại đức Thích Tuệ Nhật và các Phật tử chùa Bảo Tạng khi cùng chung tay góp sức cùng với đảng bộ chính quyền xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn. Mỗi phần quà gồm gạo mì và các nhu yếu phẩm, mỗi phần trị giá 200.000 đồng với tổng giá trị là 40 triệu đồng do gia đình Phật tử Trần Kim Hà tài trợ. Buổi phát quà kết thúc trong niềm vui phấn khởi của bà con và tấm lòng hoan hỷ của người con Phật. Cuối bản tin, kính mời quý vị cùng đến với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị thân khỏe, tâm an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các bản tin kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.